tại đường Trích Xài, tại đường Thanh Niên hay tại góc phố Yên Phụ, xung quanh Hồ Tây, mỗi người chạy một cung đường khác nhau, mỗi người chạy một thời điểm, mỗi người một thành tích, nhưng họ vẫn kết nối với nhau bằng việc chia sẻ kết quả trong cộng đồng trên mạng xã hội. Đó là chạy ảo, hoạt động chạy thiết thực trong thời điểm này. Anh em chia sẻ với nhau là ngày hôm nay tôi đi chạy, cũng không quá nhất thiết phải là chạy nhanh quá, hay một số câu chuyện vui vẻ trong ngày vì sao tôi đi chạy. Đấy là cách để anh em kéo nhau lên trong một cộng đồng chạy ảo và chúng ta khó có thể chạy cùng nhau. Mình có mang theo khẩu trang, luôn cài phía sau này để ví dụ đến nơi đông người thì mình sẽ đeo vào. Ở trên nhóm thì mọi người gần như là ai cũng có một cái kết quả riêng, tập luyện riêng, thành ra là hoạt động còn sôi nổi hơn. Với anh Phạm Duy Cường, người sáng lập cộng đồng chạy bộ Run for Self, chạy vì mình, cũng là một trong những người tâm huyết giữ lửa cho phong trào chạy bộ tại Hà Nội, thì chạy ảo cũng là cơ hội để thử nghiệm những thử thách mới. Giả sử như sự kiện là chinh phục Hồ Tây từ xa, thì mỗi người phải chạy 15 km, là đúng là một vòng chu vi Hồ Tây. Thì mọi người có thể chạy từ xa, mọi người nộp kết quả lên. Mình cứ chạy loanh quanh trong nhà, hoặc chạy ban công, hoặc chạy trên sân thượng, hoặc là chạy trong phòng ngủ, chạy quanh bàn làm việc, chạy bất kỳ chỗ nào, miễn là làm sao bạn chạy được đủ 15 km. Nên là nó mới tạo cho mọi người cái sự đa dạng và hào hứng. Việc chạy ảo thậm chí còn có thể thực hiện trong khuôn viên của khu cách ly tập trung với đường kính chạy chỉ vài chục mét, vừa để nâng cao sức khỏe, thỏa mãn đam mê cũng như tận dụng thời gian rảnh rỗi. Với cộng đồng chạy, ý tưởng này sẽ còn tiếp tục được duy trì cho đến khi dịch qua đi.